Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad ở dưới khu cảng Nobo đây. Đậu xanh đang mải quay cái nhìn sang xem là có mấy team thì quên mất cái điều khiển. Nó lại gọi là da mỡ nó xông rồi anh em ạ. Thôi không sao. Làm khó tí thôi. Hình như có hai team thì phải. Đậu phộng. Đáng nhẽ là mình nhảy được vào bên trong rồi đấy. Nhưng mà lại thành ra bên ngoài đây. Không biết là các thanh niên có biết. Ui rồi, đã vã nhau từ đây này. Thôi được rồi. Vào sau thì chúng ta sẽ xử hết vậy. Có súng không? Đây rồi. À đủ. S12K sắp lọ anh em ạ. Khoai rồi. Thôi xong rồi. Có thằng ra là công mình rồi. Đã đủ thanh niên này biết mình ở đây chăng? Rồi. Ra này thì ra công mình này. Một tên này. Tại sao lại ra công mình? Có SKS. À, nhìn thấy mình à. Giờ anh ơi cho em nhặt. Bạn cho mình nhặt cây SKS tí thôi. Rồi đồng đội nó đang hăm he mình đây rồi. Đồng đội. À đủ. Bên trái. À, ngắm nhìn à. Thôi xong rồi. Cả trái cả phải mình đều có mất rồi. Mấy thanh niên này công mình rồi. Em Này thì công mình này. Trời ạ. À. À đủ. Bắn tui này. Vẫn còn một tên nữa. Đây rồi. Còn hai viên sóc nọ. Hai viên sóc nọ. Ui ôi, không chết à. Ui anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Ui trời ơi. May tên này nó cầm sóc lọ. Không là cũng toang mình rồi. Ui tí nữa thì gọi là cụ đi chân lạnh toát ạ. Hên quá. Ôi như vậy là bốn tên này là hai team anh em ạ. Hai team. Cứ nghĩ là tên cuối nhưng mà không phải. Như vậy là hai team nó ra nó hốt mình ạ. Ghê thật sự. Thì ở clip lần trước anh em lại bảo chứ có mấy thanh niên vào bảo mình là ui dồi ôi solo squad ở gọi là server khác thế này thì làm gì nhìn ping là biết. Ui dồi ôi bảo mình nói anh em thông cảm chứ nói dân trí thấp thì lại gọi là cầu nhau chứ thật ra mấy thanh niên ấy chả biết cái quần què gì nhưng mà cũng vào comment như thật. Đây là mình vẫn chơi server châu Á nhá. Server ASEAN đấy anh em. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên ghép với nước ngoài. Đây là có một tên trên đầu mình. Mình nghe thấy bạn rồi. Này. Này. Ui rồi ôi quả bom nó lại chuẩn quá cơ. Tặng bạn trái nữa này. Mình auto gọi là ưu tiên ghép với nước ngoài để không gặp hack. Chứ thật ra bậc danh với cả server thì nó vẫn vậy à. Bắn nó cũng như những server kia à. Anh em đừng tưởng là những server khác họ bắn gà, họ bắn cực gắt luôn. Chính vì thế mà trong những cái top con que đấy, toàn nước ngoài không à. Toàn gọi là Ấn Độ các thứ đây này. Mình ghép với Ấn Độ anh em ạ. Cái cờ mà vừa nãy mình giết một team đấy. Đấy là cờ Ấn Độ hay là gọi tóm lại là tầm khu vực Ấn Độ đấy. Như vậy là hai tên ở đây mình hốt rồi. Rồi có tiếng chân. Đồng đội của cái team vừa mình giết đây rồi. Ui ôi. Ui đông thế. Bình tĩnh. Ui ôi. Từ không phải. Team khác rồi. Toang rồi. Nhiều tiếng chân quá. Từ đã. Mình phải quay lại. Tìm cái góc đẹp đã. Không gọi là chơi ẩu được. Chơi ẩu là toang ngay anh em ạ. Đối mặt với một team là chúng ta lên nữa những cái góc mà nó phải cực là đẹp. Chúng mình mới chơi được chứ. Gọi là cứ đẩy ẩu là xong ngay. Bốn thằng nó ùa vào là nó xúc cái là mình chết ngay anh em ạ. Góc. Từ. Có một tên chạy ra kìa. À chạy ra. Ui thôi. Cô này con bốt. Con bốt. Ôi mình xin nha. Ui cảm ơn các bạn nhiều. Từ mình phải bấm cái góc là mà nó cực kỳ đẹp. À ra nút đồ với chúng tôi này. Một tên. Đấy cái cờ này là cờ. Ui anh ơi. Cặn thế. Trời ơi, thôi xong rồi, nó công mình rồi. Không được. À, công à.
đợi mình bơm máu xong xem. Nào, bạn bước vào đây. Bạn thử bước qua đời mình xem. Bạn thử bước qua đời mình xem. Anh em thấy chưa? Đừng bảo là nước ngoài bắn gà. Họ bắn yếu phát là họ đẩy máu lắm anh em ạ. Tại vì là danh cũng cao rồi mà. Mình lốc một tên. Mình lốc thêm tên này mình gạt luôn. Đây này. Đang cứu nhau ở cái góc này này. Quả bom 10 tỷ này. Làm gì đây? Rồi. Quả bom của mình lại nốc tiếp một thanh niên nữa. Trời ạ. Hắt xì hơi anh em ạ. Hôm nay sụt xịt mất rồi. Anh em thông cảm. Này thì đẩy ra này. Clear. Một team luôn. Cứ tưởng mình cứ đầu tiên mình cứ nghĩ là hai tên. Hóa ra là một team nó nhảy ra. Có một tiếng chân nhỏ nữa. Vẫn còn tiếng chân. Có thể là đây mới là đồng đội của hai cái tên mà mình bắn ở trên giàn giáo đấy. Ừ, được rồi, mình công luôn. Công luôn, công luôn. Không thể để cho các bạn ấy gọi là có... À đây rồi, nghe tiếng chân rồi. Đang ngồi ở đây này. Chỉ là một chú boss mà thôi. Ok rồi. Như vậy là mình nghĩ là clear rồi. Mình sẽ đi luôn thôi. Đồ mình không thiếu. À đủ. Có thằng nằm kìa. Có một tên nằm. Ui. Ui sao lại bị két. Trời ạ. Chết rồi, có một tên. Đây rồi này. Nằm đây làm cái gì hả bạn? Từ từ đã, từ từ đã. Mình phải xuống cái ven này. Đồng đội nó chắc chắn ở gần đây thôi. Chắc thằng này định ra cam cầu đây. Bạn cam cầu hả bạn? Mình đang... hôm nay thì mình đang cài lại setting mới. Để mình tập bắn sniper. Nhiều anh em bảo là... Ui dồi ôi, Linh ơi. Tập bắn sniper đi. À đủ. Có team nó... Trời ơi, xe nó công tới. Từ từ đã. Thôi xong mẹ tôi rồi. Chết cha rồi. Mình phải quăng cỏ smoke để phách 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 đã. Rồi xe tới rồi. Đậu phộng. Anh ơi bình tĩnh anh ơi. À rồi. Nó vào chạm xăng rồi. May quá. Nó mà tông thẳng về hướng mình thì thôi mình toang luôn anh em ạ. Kìa kìa. Chắc chắn là trong dạng xăng rồi. Dừng rồi. Này, bắn lên cho các bạn gọi là chú ý này. Đây rồi. Thấy rồi nha. À, đang lây nhây ở trong cái nhà này thôi. Công sang đi bạn. Rồi hai tên. Mình nhìn ít nhất là hai tên rồi. Bình tĩnh anh em ạ. À. Bạn đứng im xem. Ui. Trời ơi sao lại không đứng im. Ủa ba tên ạ. Này thì công sang này. Rồi nốc một tên. Trời ạ pha đấy nó đứng im thì nó ăn hết sọt rồi. Áo trắng à. Áo trắng này. Áo trắng, bạn định áo trắng có định làm các em no nắng không à? Mình không no nắng đâu. Rồi quăng sờ mốc để công sang à. Bơi vào đây. Các bạn vào hết đây. Đâu rồi? Rồi quăng bom rồi. Kìa rồi, kìa rồi. À chạy về đằng sau à? Chạy về đằng sau làm gì vậy? Công lên đi các bạn. À rồi lấy xe. Ui ơi. Lấy xe làm gì vậy? Công mình chắc. Sao chạy thế? À rồi. Ui ơi. Công mình rồi. Rồi anh ơi. Anh ơi. Ui ơi bình tĩnh anh ơi. Tất cả đều có chuyện. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết anh ơi. Rồi còn một tên dưới nữa. Anh ơi bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Ôi trời ơi. Em bảo mà. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết rồi. Làm gì mà gọi là căng thẳng thế. Ui mình cứ nghĩ là hai thanh niên này lấy xe vòng vòng ra cái chỗ khói. Nào ngờ nó phi thẳng ra chỗ mình ạ. Tí thì gọi là ra đi. Ngon rồi. Trận này mình sẽ bén barrel giảm thanh anh em ạ. M762. Đi thôi đi thôi. Đi kiếm thính vậy. Đây này từ từ đã.
trong khu nhà này có người. Vừa mình đi qua mình nghe thấy tiếng súng đây. Ta tự uống bình nước đi đã. Có phải gọi là tất cả các hiệu ứng có lợi cho bản thân thì mình mới bắt đầu giao tranh được. À, xe nổ này. À, quăng bom mình à? Biết mình vào rồi. Cái kìa trên nhà kìa. Này, tặng cho bạn trái bom. Này thì cho bạn trái bom này. Đây là hàng khuyến mãi nha. Ủa không tới. Rồi, vẫn quăng bom ạ. Ghê đấy, ghê đấy. Đang ở trên nhà. Đây, bây giờ mình sẽ quăng quả bom lên. Sau đó là thanh niên này ù tai. Hoặc là nốc hoặc là ù tai thì mình sẽ công thẳng vào luôn. Không phải gọi là... Phải. À, chạy rồi. Công lên, ù tai rồi. Ù tai rồi. Ôi, đau thế. Trời ạ. Tưởng thanh niên ù tai hóa ra không. Rồi, cả hai bên mình đều có này. Một tên trái gần rồi. Mình phải xử lý tên bên trái này trước. Kìa. Chắc chắn là sau vách tường. Sau vách tường này. Nói có sai đâu. À rồi, bên ngoài. Này thì bên ngoài này. Quá là easy. Cờ lìa luôn cái team này rồi. Ngọt canh xương ống mà đậm đà thịt thăn anh em ạ. Anh em nghe cái tiếng barrel phê không? Ok, mình đi thôi. Có Wrecking Boy trước mặt mình. Đây rồi. Ui giời ơi, trộm chó. Thanh niên này chắc là vừa vật nó con. Ô, đâm cây hả bạn? Đâm cây này. Này thì đâm vào cây này. Ui giời ơi. Trộm chó kiểu gì mà để mình bắt vậy? Có một tên thôi. Mình di chuyển tiếp thôi. Không thể đứng lên một chỗ được. Bây giờ trong bo rồi. Mình chọn cái gọi là cái... À đủ. Có một tên đang chạy này. Ô. Tốc biến hả bạn? Ôi trời ơi. Còn dùng bổ trợ liên quân ạ. Ôi trời ơi, ông ơi. Ông ơi, ông chạy đâu vậy? Hai viên rồi. Một viên nữa thôi. Ui, sao lại thụt xuống? Đang bắn nó. À đây rồi, thấy rồi. Này thì bắn này. Một tên ra đi. Cái thanh niên kia chắc bị nốc rồi. Tại vì mình bắn hai viên M24 mà. Ôi cái gì đấy? Ô, anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Ủa, chú có một viên à? Chỗ kia thì tự nhiên này hai ba thằng đứng cạnh nhau ạ. Đâu rồi? Không thể được rồi. À, quăng sờ mốc chạy sang cứu bạn à. Như vậy tên này vẫn còn đang sống anh em ạ. Thôi không được rồi. Nó khuất đồi mất rồi. Thôi, mình di chuyển để đi săn người thôi. Sờ mốc quăng ở đây này. Cái sờ mốc mà vừa nãy nó quăng để nó cứu bạn đấy anh em. Rồi không có ở trong này rồi. Á đủ. Ồ. Này này anh gì ơi. Á đủ. Bình tĩnh anh ơi. Anh gì ơi. Đây là hai tên vừa nãy đi con bắc ghi đấy anh em. Đâu rồi? Nằm đây với chúng tôi này. Bạn nằm đấy à? Đây. Mình dừng đây, mình công lên cái ông kia luôn này. Không phải gọi là để cho mấy thanh niên này kịp trở tay thay quần áo được. Không thể như thế được. À đủ. Ai đủ. Thôi anh ơi. Em không công đấy anh ơi. Ôi thôi xong rồi. Team này clear rồi. Bị một tên bên đường. Nó sấy DB chết rồi. Từ từ đã. Mình phải cam được cái thanh niên cầm DB hồi nãy. Mình vào ngay cái căn nhà cạnh cái chỗ vừa mình đi thôi. Này thì... Ôi dồi ôi, vừa nói xong à. Bố ấy chạy vào đến viện bo bố ấy nằm. Nhưng mà mình thấy nó gọi là nhanh hơn. Trời ơi, đen cho thanh niên. Từ đã bơm máu đã rồi, mình sẽ vào bo. Còn 3 tên nữa. Giết được 3 tên này là mình lên được 26 kill. Được nha. Hợp lý thực sự anh em ạ. Mình sẽ đi viện bo. Có tên nào nằm là mình cán luôn này. Gọi là chết, gọi là không biết vì sao, hiểu vì sao chết này. Không có rồi. Viền bo không có. Rồi, có một ông đang chạy này. Anh ơi,
tai nạn đấy, tai nạn, tai nạn, tai nạn anh ơi. Ui rồi ôi, anh thanh niên mặc đồ cỏ lại còn nhảy. Ui chết tôi rồi, hết xăng rồi anh em. Thôi, ui, hết xăng lại trên đỉnh chỗ này thì, ui anh ơi đừng bắn em nha. Mấy anh ơi, em còn vợ trẻ con già ở nhà, mấy anh đừng có gọi là làm khó em nha. Ui, nghe hết xăng đúng lúc quá anh em ạ. Hết xăng ở trên đỉnh thế này thì bây giờ mình chạy xuống kiểu gì? Cái đồi này gọi là cái dốc này dốc thoải đấy chứ, toàn chỗ trống. Chết cha rồi rồi, còn một team mà nó ngồi dưới thì đúng là toang mình thật. Ôi thôi xong rồi, vừa nói xong thôi anh ơi. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi, mọi chuyện đều có hướng giải quyết anh ơi. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Rồi một tên nốc rồi, thế là bạn nó ở gần đấy thôi. Từ đã, mình quăng sấm ốc. Mình ngoài bo mất rồi, bo đang thu. À bò vào à, bạn nó ở trong đấy, nó bò vào trong hướng đấy là bạn nó ở trong đấy rồi. Không được rồi, không công được, ngoài bo mất rồi. Mình phải đi tìm đường vào bo trước. Bạn nó chắc chắn ở trong trong đấy rồi, không thể sai được, tại vì nó bò vào đấy mà. Rồi sờ mốc quăng kìa, mình thấy sờ mốc rồi nha. À chạy này, ui chạy vào viền bo, ông ấy nằm luôn ạ. À. Đâu rồi à, đây rồi. Úi giời ơi, một viên anh em ạ. Thanh niên này chạy từ bo vào cấu, đau quá không khóc được. Trời ơi quá xịn, đúng như là mình nói, 26 kill luôn. Ok anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.